Trong trận đấu gần nhất, Inter Miami 4-0 Charlotte, Leo An mừng pha lập công của anh bằng động tác bắn tơ của Spider-Man, người nhện. Trước đó khoảng một tuần, Messi thể hiện niềm vui sau khi xé lưới Orlando City bằng cách nắm chặt hai bàn tay, đan chéo và để lên trước ngực giống như Black Panther, chiến binh báo đen. Còn ở trận gặp Atalanta United hôm 26 tháng 7, Messi lại thực hiện pha triệu hồi cây búa Mjolnir như thần sấm to. Từ khi tới Mỹ chơi bóng, Messi có vẻ như đã nhập gia tùy tục khi siêu sao 36 tuổi có 3 lần ăn mừng theo kiểu các siêu anh hùng thuộc Marvel Entertainment, công ty giải trí nổi tiếng của xứ sở cờ hoa. Tuy nhiên, anh có lẽ cũng chẳng cần đóng vai một nhân vật nào của Marvel mỗi khi tỏa sáng trong màu áo Inter Miami, bởi với đội bóng này ở thời điểm hiện tại, chính bản thân Messi cũng đã là một siêu anh hùng đáng ngưỡng mộ. Công việc của mọi siêu anh hùng là chiến đấu chống lại cái ác cũng như bảo vệ và giải cứu những người vô tội, còn Leo thì đang chiến đấu cho Inter Miami và giải cứu câu lạc bộ này. Trước khi chiêu mộ thành công Messi, Inter Miami phải trải qua chuỗi phong độ hết sức kém thuyết phục. Đội chủ sân Dia VPNK đá 10 trận và chỉ thắng đúng một trận duy nhất, 1-0 trước Birmingham Legion. Trong số 9 trận không thắng còn lại, Inter Miami phải nhận 6 thất bại và ngục lặn ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng giải nhà nghề Mỹ. Sau khi ký hợp đồng với Empoli, đội bóng của David Beckham thắng 1-5 trận liên tiếp. Messi không chỉ ra sân thi đấu ở cả 5 chiến thắng ấy, đá chính 4/5 trận, trong đó có 3 trận chơi trọn vẹn 90 phút. Cựu sao Barca còn ghi tới 8 bàn thắng và đóng góp một đường kiến tạo. Ngay trong trận ra mắt gặp Cruz Azul hôm 22 tháng 7, Messi đã để lại dấu ấn đậm nét khi tạo nên pha sút phạt thành bàn đẹp mắt ở phút 90+4. Pha lập công đầy quý giá của nhà vô địch World Cup 2022 trực tiếp giúp đội bóng áo hồng giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 2-1. Ở 3 trận tiếp theo, Messi đóng góp đều đặn một cú đúp mỗi trận cho Inter Miami. Cả 3 cú đúp này của Leo đều có tính chất định đoạt trận đấu giống như pha đá phạt vào lưới Cruz Azul. Siêu năng lực của Spider-Man là khả năng sử dụng tơ nhện, siêu năng lực của Thor là điều khiển sấm sét, còn siêu năng lực của Messi là tạo ra sự khác biệt trong những khoảnh khắc mà Inter Miami cần sự bùng nổ của anh nhất. Vũ khí của Spider-Man là chiếc máy bắn tơ được gắn ở cổ tay, vũ khí của Thor là cây búa quyền năng mang tên Mjolnir, vũ khí của Black Panther là bộ móng vuốt sắc lẹm, còn vũ khí của Messi là những pha dê dắt qua người uyển chuyển, mượt mà, là những cú dứt điểm đầy hiểm hóc. Tính từ ngày 22 tháng 7 đến nay, Messi đã góp dấu giày trong 53%, tức hơn một nửa tổng số bàn thắng của Inter Miami, 9/17 bàn. Nếu tính trung bình, tiền đạo người Argentina đang đạt hiệu suất 1.6 bàn trận. Sự cống hiến rõ nét về mặt chuyên môn của Messi đã và đang vực dậy phong độ của Inter Miami. Báo chí từng đăng tải rất nhiều thông tin liên quan đến việc các học trò của huấn luyện viên Tata Martino đang rất yêu quý tân binh mang áo số 10. Thực tế, Messi được lòng các cầu thủ Inter Miami không chỉ bởi những đóng góp trên sân cỏ của mình, mà còn bởi sự quan tâm và hào phóng anh dành cho các đồng đội. Cựu đội trưởng Barca biết cách tặng quà cho các đồng đội ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ví dụ như ở bàn thắng thứ hai của Inter Miami trong trận thắng Orlando hôm 3 tháng 8, lúc bấy giờ, Messi đã nhường quyền đá penalty cho Joseph Martinez. Trước khi được người đồng đội mang áo số 10 tặng quà phạt đền này, cầu thủ 30 tuổi đang tịt ngòi 4 trận liên tiếp. Ngoài ra, nếu tính từ đầu năm 2023, Martinez đã thi đấu tổng cộng 29 trận nhưng chỉ ghi được 8 bàn. Chẳng phải tự nhiên mà sau khi Messi cập bến Inter Miami, cả đội trưởng Gedlin lẫn huấn luyện viên trưởng Martino đều thống nhất việc trao lại băng thủ quân cho Empoli. Với những gì đã và đang thể hiện, Messi hoàn toàn xứng đáng làm thủ lĩnh của Inter Miami, giống như cái cách Black Panther làm thủ lĩnh của Vương quốc Wakanda. Cống hiến hết mình về mặt chuyên môn, quan tâm, hào phóng và tinh tế trong cách đối nhân xử thế. Đó là những lý do giúp Messi được cả các đồng đội lẫn những cổ động viên Inter Miami hết lòng mến mộ. Giống như các anh siêu hùng, những nhân vật luôn được tất cả mọi người xung quanh yêu quý và tôn trọng.